không có đi đâu hết. Trật tự đi hết vào trong phòng đi nghe. Không đi vào trong đấy đâu. Mẹ đưa vào hết. Đi. Chào tất cả các chị nha. Hôm nay em lên muộn chút xíu nha. Mọi người vào đi nào. Hôm nay em lên muộn chút xíu nha. Các tình yêu nha. Mọi người vào đi ạ. Mọi người vào đi nha. Chào chị Hải Yến à, chào chị Anh Trâm nhá. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nào. Hôm nay sẽ có mini game nhá, nhá. Có mini game dành cho các chị chia sẻ livestream ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các chị nào. Mọi người vào chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Mini game tặng váy nhá. Mỗi chị chỉ cần chia sẻ giúp em ít nhất là 5 lần thôi ạ. Mỗi chị chỉ cần chia sẻ ít nhất là 5 lần nhá. Chào chị Nữ My, chào chị Kim Thảo My ạ. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nha. Mọi người chia sẻ thật nhiều nào. Em chào chị Khuyên Nguyễn Thị ạ. Chào chị Nguyễn Thu nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều nhá. Mini game tặng váy này. Tặng váy maxi nhá, nhá. Tặng váy maxi như em đang mặc nhá. Quá xinh luôn ạ. Chào chị Nguyễn Ly nhá. Chào chị Hải Duy ạ. Có bộ kate. Bộ kate là bộ gì ạ chị Thắng Trần? Chào chị Nữ My, chào chị gia đình. Chào chị Hà Thủy ạ. Mọi người vào đi nào. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Mini game tặng váy như em đang mặc này các chị này. Mini game tặng váy nhá. Cách chơi rất là đơn giản, mọi người chỉ cần chia sẻ thôi. Các chị chỉ cần chia sẻ livestream lên 80 view nhá. Mọi người chỉ cần chia sẻ livestream lên 80 view tặng váy với tặng zoom nhá mọi người nhá. Mỗi chị vào chia sẻ giúp em ít nhất là 5 lần nhá. Tặng maxi như em đang mặc ạ. Tặng maxi như em đang mặc này các chị này, quá xinh luôn đúng không? Nào mọi người vào chia sẻ cho em nhá. Chào chị Bích Trâm Nguyễn nha, chào chị Thảo Mộc ạ. Các chị vào đi nào. Mọi người vào chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nhá. Chia sẻ thật nhiều lên cho em này. Chào chị Huyền Hùng nha. Mọi người vào chia sẻ nào. Chị nào đã chia sẻ, comment đã chia sẻ nha. Tặng váy maxi nhá. Tặng váy maxi này, toàn bộ là váy xinh thôi. Toàn bộ là váy xinh nhá. Mọi người vào chia sẻ thật nhiều lên cho em nào. Chào chị Bích Thùy nào, mọi người chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều để chơi mini game nhá. Tặng áo hoặc là tặng váy nhá. Bán áo đi em rồi, ok thì nữa em sẽ bán áo nhá. Chào chị Hiên, chào chị Melon. Nào các chị ơi, những ai đã chia sẻ, comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nào. Những chị nào đã chia sẻ vào hội nhóm thì comment đã chia sẻ vào hội nhóm cho em nhá. Tặng váy maxi như em đang mặc nhá các chị nhá. Rồi ok, cảm ơn chú Dân 6 lần chia sẻ. Chào chị Đỗ Thanh Hải ạ. Tặng váy maxi như em đang mặc này các chị này. Mọi người chia sẻ thật nhiều nhá. Đừng làm chị bị thích nữa nhé. Hôm nay nhiều váy đẹp lắm chị Hiên ạ. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Tặng váy maxi này mọi người này. Tặng những cái mã váy maxi này siêu xinh luôn nhá. Tặng những cái mã váy maxi này siêu xinh dành cho các chị chia sẻ livestream ạ. Chơi mini game nhá. Chị nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi ok, chị Giang Nguyễn đã chia sẻ này. Nào chị nào đã chia sẻ, comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em. Lên 50 view mọi người bắt đầu comment số điện thoại để em chốt nhá. Lên 50 view này các chị này. Lên 50 view ạ. Lên 50 view tặng áo phông, lên 100 view tặng váy nha. Lên 50 view tặng áo phông ạ. Lên 100 view em tặng váy nha. Đây tặng cái mã áo phông như đằng sau đây nha mọi người nha. Rất là hot luôn, mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Chia sẻ lên 50 view. Rồi ok, chị Hà Thủy đã chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên nhóm. Ok nha.
Mọi người nhớ chia sẻ nhá, ít nhất là 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm nhá. À, em cảm ơn chị gia đình lạnh nhạt ạ. Nào mọi người chia sẻ nào, mọi người chia sẻ cho em nhiều lên hội nào. Lên 50 view sẽ tặng áo phông và lên 100 view sẽ tặng váy như em đang mặc nhá. Toàn bộ là váy maxi đẹp thôi. Chị nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ. Rồi ok, chị Thân Độ đã chia sẻ này. Còn áo Gucci không chị? Phương Linh áo Gucci nào nhỉ em nhỉ? Áo phông à hay là áo gì nhỉ? Chị còn nhá, chắc là còn, cứ inbox ảnh cho chị nhá. Thì có gì chị gửi hàng cho. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Mọi người chia sẻ nhiệt tình nhá. Chào chị Cá Thị Thuần ạ, chào chị Thu Hằng nhá. Các chị ơi, mọi người vào xem chia sẻ livestream giúp em nhá. Để tăng lượng tương tác nhá. Để em khỏi bị hạn chế tương tác, mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Chào chị Huế Phạm Ngọc nhá. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view nhá. Lên 50 view em sẽ tặng áo phông này. Lên 50 view tặng áo phông nhỉ. Mọi người thích tặng áo phông thì em sẽ tặng áo phông cho các chị nhá. Đây, lên 50 view sẽ tặng áo phông này. Mọi người chia sẻ thật nhiều, lên 100 view đã sẽ tặng váy nha. Rồi ok, chị Đỗ Thanh Hải đã chia sẻ 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm ạ. Lên 50 view tặng áo phông nhá nhá. Lên 100 view là tặng váy như em đang mặc luôn. Mọi người chia sẻ đi ạ. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm cho em nhá. Thật nhiều vào các hội nhóm cho em nào. Chị nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ cho em nhá. Nào chị nào đã chia sẻ, comment đã chia sẻ nào. Tặng rất là nhiều mã luôn. Toàn mã hot đẹp thôi nhá mọi người nhá. Chị nhận được hàng chiều nay rồi em. Hàng rẻ mà lại đẹp lắm. Đây chị Hương này, em đang định nhắn tin cho chị. Tại vì bảo là chắc là hàng về đến nơi rồi. Nhưng mà bill nó vẫn chưa giao ấy. Nhận được hàng rồi tình yêu. Em cảm ơn chị Hương nhá. À, cảm ơn chị Lan Hương ạ. Ok nhá, có gì ủng hộ em tiếp ạ. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view để tặng áo phông nào. Mọi người chia sẻ lên 50 view để em tặng áo phông nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm đi ạ. Chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm nhá. 16 chợ rồi, ok cháu cảm ơn chú Dân. Chào chị Phạm Ngọc Lan ạ. Vâng ạ. Chào chị Thu Hằng nhá nào. Mọi người chia sẻ nào, rồi ok. Nguyễn Phương Hoài tặng chị một cái đi, rồi ok. Các chị cứ chia sẻ thật nhiều nhá. Ai cũng có quà nhá mọi người nhá. Ai cũng có quà, chia sẻ lên 50 view nhá. Chia sẻ lên 50 view để em tặng áo phông này. Đây toàn mã áo phông đẹp nhá. Toàn mã hot nhá mọi người nhá. Lên 50 view tặng áo phông nhá. Lên 100 view tặng váy luôn. Đấy, các chị thích tặng áo phông thì tặng áo phông. Các chị chọn váy thì em tặng váy nhá. Nhưng mà mọi người phải chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Chân váy em dồn đơn sau cho chị nhé. Rồi ok, chân váy em để cho chị size S, size bé nhất luôn rồi. Ok, chị Nữ Mi đã chia sẻ này. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nào. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nhá. Lên 50 view là tặng áo phông nhá. Tặng áo phông như em đang cầm đây ạ. Tặng toàn bộ áo phông chất rất là mát luôn như em đang cầm nhá. Hiện tại là 23 tình yêu rồi. Mọi người chia sẻ lên 50 người cho em nhá. Những ai vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em ạ. Cách chơi rất là đơn giản này mọi người này. Cách chơi cực kỳ đơn giản nhá. Các chị chỉ cần chia sẻ nhá. Chia sẻ 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm. Quay về đây comment đã chia sẻ cùng với số điện thoại cho em ạ. Quay về đây comment đã chia sẻ cùng với số điện thoại cho em để em chốt mini game cho mọi người nhá. Để em chốt mini game cho mọi người. Các tình yêu chia sẻ lên 50 view thì em sẽ tặng áo phông hàng Quảng Châu đây ạ. Tặng áo phông hàng Quảng Châu chất cực mát luôn. Chia sẻ lên 100 view em sẽ tặng váy maxi, các chị tùy chọn màu nhá. Đấy, cách chơi rất là đơn giản luôn mọi người chia sẻ nhá. Chỉ cần chia sẻ 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm. Quay lại đây comment đã chia sẻ kèm theo số điện thoại. Em chào chị Đặng Hùng, em ơi lâu lắm hôm nay mới thấy, em tưởng quên em rồi cơ. Lag quá các chị. Nếu mà ai xem lag quá thì thoát ra vào trang cá nhân của em nhá. Chào chị Trịnh Hường nào. Mọi người tiếp tục chia sẻ lên 50 view cho em nào. Chia sẻ lên 50 view nhá các chị nhá. Lên 50 view thôi là cơ hội nhận được áo phông này. Ai cũng có thể nhận được quà của shop nha. Ai cũng có thể may mắn nhận được quà của shop ạ. Nào mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nhá. Chia sẻ nhiều nhất vào hội nhóm chợ cho em ạ. Chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm chợ, chỉ cần lên 50 view thôi. Một con số cực kỳ là thấp đúng không chị? Một con số rất thấp luôn ạ. 50 view nhá mọi người nhá. Bình thường là 100 view nhưng hôm nay em sẽ hạ xuống 50 view đấy. 50 view là mọi người có thể nhận được quà của shop rồi. Nhận được quà mini game của shop rồi nhá.
mạng chán quá. À nếu mà mạng chán quá thì mọi người thoát ra vào trang cá nhân của em nào. Lên 31 người rồi, chỉ còn 20 tình yêu nữa thôi nhá. Chỉ còn 20 tình yêu. Ôi mạng chán. Chắc là mấy hôm nay mạng hơi bị kém ý mọi người. Mạng mấy hôm nay hơi bị kém ý. Nào các chị chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em. Bây giờ chỉ cần lên 50 người là tặng áo phông luôn. Lên 50 người là em tặng áo phông luôn nhá mọi người nhá. Đây toàn bộ áo phông đẹp thôi. Các chị vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ đi ạ. Rồi ok, chủ dân đã chia sẻ 18 chợ rồi ạ. Nào ai vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ nhá. 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm. Quay lại đây comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em ạ. Quay lại đây comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em để em chốt mini game nhá mọi người nhá. Cách chơi rất là đơn giản luôn. Nào cách chơi rất đơn giản nào mọi người, là mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nhá. Em chưa thấy lượt view được tăng lên đâu ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên 50 view nào. Lên 50 view nhá. Lên 50 view là tặng áo luôn. Hơi bị mờ à. Hơi bị mờ à các chị. Đấy mạng hôm nay hơi kém một tí. Mạng hôm nay hơi kém một tí mọi người thông cảm nhá. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều lên cho em nào. Chia sẻ để tăng lượng tương tác nhá. Rồi ok, có nhìn thấy chị Hà Thủy đã chia sẻ này. Nào mọi người chia sẻ nhiều lên cho em, tăng lượng tương tác để em chốt mini game cho các chị nhá. Cho mình xem Maxi Mậu đang mặc với. Đây chị Thơm Oanh Oanh đây, Maxi Mậu em đang mặc đây. Quá xinh luôn đúng không? Quá xinh luôn nhá. Mọi người chia sẻ lên 100 view em sẽ tặng Maxi như em đang mặc này. Tặng Maxi như em đang mặc nhá mọi người nhá. Đây rất là mềm mại luôn. Bây giờ là 30, lên 30 view rồi chỉ còn 20 chị thôi nè. Chỉ còn 20 chị thôi mọi người chia sẻ nhiệt tình lên nào. Chỉ còn 20 chị nữa thôi ạ, à, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Em có nhìn thấy comment của chị Thu Hằng ạ, à? Vẫn lúc đấy mà. Em có nhìn thấy ạ, à, bây giờ em mới nhìn thấy này. Nào mọi người xem có rõ không nào, hay là để em thoát ra vào lại ạ? À? Mọi người xem rõ không nào? Mạng hôm nay hơi bị kém nha mọi người nhở. Các chị xem có rõ không nào, comment cho em biết nhá. Những ai xem được thì comment cho em biết nào. Xem mạng hôm nay có bị lag không nào? Các chị xem có rõ không, không mình thoát ra vào lại. Mọi người xem rõ không ạ, à, để em thoát ra vào lại nào. Mạng hôm nay cũng hơi kém thật. Mấy hôm nay mưa. Mấy hôm nay mưa mạng cũng hơi kém thật. Mọi người xem rõ không ạ? À? Mọi người xem rõ thì comment cho em biết nhá. Đây chị Ngọc Thơm Thơm xem rõ này. Các chị còn lại xem có rõ không nào? Các chị còn lại xem có rõ không, comment cho em biết ạ. Mở chán ghê. Rồi, mọi người cứ tiếp tục chia sẻ nhá, vừa bán hàng vừa chơi nhá. Tối qua mình đặt hai áo màu vàng và trắng với một bộ hồng mà không thấy gọi vậy em. Rồi ok, ngày mai em sẽ gọi điện chốt đơn nhé chị Trần Ngân nhá. Ngày mai em sẽ gọi điện chốt đơn. Nào em vừa bán hàng vừa chơi mini game nhá. Mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ cho em nhá. Vẫn tiếp tục chia sẻ cho em. Lên lượt view tăng mạnh lên thì em sẽ tặng áo cho mọi người nhá. Lên 50 view thì em sẽ tặng áo hoặc là tặng váy cho mọi người nhá các chị nhá. Lên 50 view này. Bán luôn mã váy này nhỉ. Đây em bán luôn mã váy đầu tiên này các chị này. Bán luôn mã váy đầu tiên như em đang mặc nha các chị nhá. Các chị tầm khoảng 53 cân quay đầu mặc vừa nha. 53 cân quay đầu này. 89k à, 89k. 89k này cho các chị đã chia sẻ livestream ạ. Chị nào lấy thì comment váy kèm số điện thoại cho em này. 89k nhá mọi người nhá. Đây rất là đẹp luôn này. Váy maxi này, đi chơi đi biển rất là xinh luôn. Quá xinh luôn, chỉ với 89k nhá. Chị nào lấy comment maxi kèm số điện thoại cho em. Mã đầu tiên, mã mở hàng. Rồi bán 79k. Không lộ bụng nhá nhá, tại vì eo của nó may rất là cao nên không lộ bụng này, không hề lộ bụng nhá. Em sale 79k dành cho các chị đã chia sẻ. Bán tri ân này 79k dành cho các chị chia sẻ livestream nhá. Chị nào lấy comment váy kèm số điện thoại cho em này. Váy kèm số điện thoại cho em nhá. 79k các chia sẻ livestream 3 lần nhá mọi người nhá. Các chị chia sẻ nhiều mà không tăng view được thì bán mã đầu tiên này là không đấy luôn. Mọi người chia sẻ nhiều mà không tăng view để mã nào em cũng bán rẻ cho mọi người. Các chị vẫn tiếp tục chia sẻ em sẽ bán thật rẻ cho mọi người nhá. Mọi người yên tâm em bán rẻ cho mọi người luôn.
Chị nào lấy váy cho em đâu mà thì comment váy kèm số điện thoại nha. 79k dành cho chia sẻ livestream 3 lần nha. 79k nhá mọi người nhá. Mã này các chị từ 40 cân đến khoảng 52 cân này. 40 cân đến khoảng 52, 53 cân quay đầu. Chị nào lấy comment váy hoặc là comment maxi kèm số điện thoại cho em. Maxi kèm số điện thoại nha, quá đẹp luôn. Yêu mát, mềm mịn luôn. Đây, chất là lụa 3D nhá chị nhá. Đây các chị có thể nhìn xem cái chất của nó rất là đẹp này. 79k giá rất là sốc luôn, giá sốc luôn nhá mọi người nhá. Giá sốc luôn ạ. Váy này mà không lộ bụng đâu các chị nhá, không hề lộ bụng này. Có chị nào chốt mã này không nào? Chị nào chốt thì comment 79k kèm số điện thoại cho em nhá, để em qua mã khác nhá. Có màu tối size XL, váy đấy là một size các chị ơi, váy đấy là hàng free size ấy, một size ạ. Rồi ok, cảm ơn chị Huế Ngọc Phạm đã chia sẻ 5 lần. Chân váy bò em có nhá chị nhá, chân váy bò em có á. Đây nha, chuyển qua một cái mã bộ này nhá, zoom này các chị này, zoom nhá. Các chị tầm khoảng 51 cân quay đầu thôi. Mã này các chị 51 cân quay đầu này. Zoom này cũng sale là 79k dành cho các chị chia sẻ like nhá. 79k dành cho các chị chia sẻ like. Chị nào lấy đi comment zoom kèm số điện thoại cho em nhá. Zoom kèm số điện thoại cho em này. Zoom này zoom ngố nhá. Đây, zoom ngố như thế này. Chị từ 40 cân trở lên đến khoảng 52 cân. Từ 40 cân đến 51, 52 cân là cùng nhá mọi người nhá. Comment zoom kèm số điện thoại cho em nào. Zoom kèm số điện thoại nhá. Quá đẹp luôn. Đây, zoom kèm số điện thoại cho em là nhanh tay nhá. Siêu rẻ. Quần bên trong đi. Đấy, bên trong có một lớp nữa nhá. Zoom này hai lớp này các chị này, quá đẹp luôn. Nào có chị nào lấy zoom này không nào? Chị nào lấy thì nhanh tay comment zoom kèm số điện thoại cho em nhá. Chỉ 79k thôi, mã này bán cực rẻ luôn cho các chị nhá. Bán cực rẻ luôn ạ. Có ai chốt mã này không nào? Ai chốt mã này thì nhanh tay nào. Đây, 79k này các chị này. Siêu rẻ luôn. Có chị nào chốt mã này không nào, để em qua mã khác nào. Mã hôm nay chậm lắm, các chị comment năm mãi không? Mãi mà không nhìn thấy comment ấy. Zoom kèm số điện thoại nhé các chị nhá. Zoom kèm số điện thoại. 51 cân quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy đi comment zoom cho em. Có chị nào chốt mã này không nào? Em có duy nhất màu này đâu chị ạ. Có duy nhất một màu ạ. Màu này mặc lên cực kỳ là tôn da này. Đấy, mặc lên rất là xinh luôn. Chỉ 79k nhá mọi người nhá. Giá quá là sốc luôn. Đây, giá quá sốc luôn. Chị nào thì lấy thì comment là zoom kèm số điện thoại cho em. 79k này các chị này. 79k nhá. Các chị không thích mặc bệt vai cũng được nhá. Đây, mã này các chị kể cả không thích mặc bệt vai, các chị mặc bình thường này. Quá đẹp luôn đúng không? Quá đẹp luôn. Nào có ai chốt zoom không nào? Zoom này nhìn rất là lạ luôn. Rất là lạ luôn này. Chị nào lấy đi comment zoom nhá. Thank you.
Thần thánh Nguyễn Dung, đơn của chị còn không? Còn chọn gì? Còn và chị là còn đơn của bạn Nguyễn Dung mình vẫn giữ nha. Nguyễn Dung à? Vẫn còn à? Ừ. Đơn của Nguyễn Dung vẫn còn nhá. Nguyễn Dung chọn gì thêm để mang mình ship nha. Ôi, váy đẹp thế này nếu chị có mua xong lại được. Đơn của chị vẫn còn nhé chị Nguyễn Dung nhá. Nào các chị chia sẻ lên cho em nào các chị nào. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Các chị chia sẻ thật nhiều lên cho em đi nào. Con xem nào. Đơn của chị vẫn còn nhá. Nếu mà chị mua gì thêm thì có thể chọn thêm nhá. Mọi người chia sẻ, tiếp tục chia sẻ lên cho em nào để tăng lượt view. Càng đông người vào xem em sẽ tặng quà cho mọi người nhá. Lên 50 view em sẽ tặng quà cho các chị ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Chia sẻ thật nhiều lên cho em ạ. Tiếp một mã váy này các chị này. Tiếp một mã váy như em đang mặc này các chị này. Mã váy mới nha, rất là xinh luôn này. Hàng lụa nhá các chị nhá, hàng lụa luôn, quá đẹp luôn này, hàng thiết kế nhá. Hàng thiết kế mã váy này em có hai màu siêu xinh luôn. Hai màu siêu xinh nhé mọi người nhá. Các chị chia sẻ thật nhiều cho em. Thật nhiều cho em để em có động lực bán hàng mà các chị nào. Đây váy này có hai màu nhá, hàng cao cấp này. Hàng cao cấp rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Mã này các chị tầm khoảng càng ngày càng ít người xem. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên để cho nhiều người xem nào. Các chị chia sẻ thật nhiều để đông người vào xem nhé mọi người nhá, để đông người vào xem. Em sẽ bán thật rẻ luôn cho mọi người luôn nào. Hàng lụa cao cấp này các chị này. Hàng lụa cao cấp rất là xinh luôn nhá, mọi người chia sẻ đi ạ. Xinh là xinh à? Đây là gì? Zoom thì có đẹp. Đơn của chị giao lê em gửi đi rồi ạ. Đơn của chị giao lê em gửi nhá. Bên em cứ gọi điện chốt đơn là hàng được gửi đi rồi nhá mọi người nhá. Mã váy này nào các chị nào. Mạng kém đi nhỉ. Hay là em thoát ra vào lại nhá mọi người nhá. Em thoát ra vào lại nhá. Em thoát ra vào lại các chị vào lại giúp em nào.